Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, việc số hóa hồ sơ đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai nhằm xây dựng chính quyền điện tử chuyên nghiệp hiện đại, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, thị xã Mỹ Hào được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong việc số hóa hồ sơ, tích cực chuyển đổi từ sử dụng văn bản giấy sang văn bản điện tử, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Chị Phan Thị Thanh Tuyền ở phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào đến bộ phận một cửa của phường để làm thủ tục chứng thực các văn bằng chứng chỉ. Cũng giống như mọi lần, chị phải mang theo hàng chục loại giấy tờ, kèm theo đó là sự lo lắng giấy tờ mang đi, mang về nhiều lần sẽ bị hư hỏng, mất mát. Tuy nhiên, khi đến đây, chị được bộ phận một cửa phường Minh Đức scan tất cả các loại hồ sơ và gửi lên cổng dịch vụ công quốc gia. Từ nay, khi đi làm thủ tục liên quan đến các loại giấy tờ này, chị chỉ cần khai thác trên cổng dịch vụ công quốc gia, hết sức thuận tiện. Mình thực sự nó rất ấn tượng, đó là lần đầu tiên mình hiểu được ý nghĩa của sự chuyển đổi số. Khi mà mình mang các cái hồ sơ đến đây thì các cán bộ phường họ scan vào cái máy và tất cả các hồ sơ đó mình đã được lưu trên cái hệ thống cổng thông tin trực tuyến. Và khi mà lần sau mình công chứng các cái giấy tờ đó thì mình không phải mang cái bản gốc đi nữa. Và tất cả đã lưu trên hệ thống rồi, và đấy là một cái tiện ích mà mình thấy là thực sự là rất là có ý nghĩa. Và cũng thiết nghĩ là khi mà xã hội nó ngày càng phát triển như thế này thì chúng ta cũng nên thay đổi cái tư duy để cho thuận tiện cho công việc của mình hơn. Không riêng gì chị Thanh Tuyền, từ đầu năm đến nay, gần như tất cả các hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa phường Minh Đức đều được số hóa để phục vụ khai thác, chia sẻ và tái sử dụng. Trong quý 2 năm 2023, phường đã số hóa được 1.230 trên 1.310 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 94%. Cùng với đó, địa phương tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến với tỷ lệ đạt 98% trong quý 2 năm nay. Từ một địa phương chưa thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong những năm trước, đến nay, nhờ làm tốt việc số hóa hồ sơ, phường Minh Đức trở thành một trong những địa phương đi đầu toàn tỉnh. Muốn có nền hành chính công hiện đại thì phải thực hiện các cái số hóa hồ sơ. Do vậy, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các cán bộ chuyên môn, đặc biệt bộ phận một cửa, khi tiếp nhận hồ sơ của công dân thì đã thực hiện cái việc số hóa hồ sơ toàn bộ các cái thủ tục hành chính mà công dân đến làm việc, để thực hiện cái việc lưu trữ và gửi đến cổng dịch vụ công quốc gia. Công dân chỉ việc là khai thác trên cái phần cổng thông tin dịch vụ công quốc gia trong mọi lúc, mọi nơi và rất là thuận lợi. Tại Trung tâm Hành chính công thị xã Mỹ Hào, việc số hóa hồ sơ cho công dân trở thành nhiệm vụ thường xuyên bắt buộc phải thực hiện. Bên cạnh việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, cán bộ tại đây còn phải thực hiện scan toàn bộ giấy tờ và thực hiện lưu trữ. Các loại hồ sơ được phân loại theo từng lĩnh vực, đánh mã số theo số định danh của công dân để thuận lợi cho việc tra cứu sau này. Giấy tờ khi tôi mang ra đây thì tôi được scan lên trên hệ thống. Lần sau tôi ra đây thì giấy tờ của tôi đã có trên hệ thống rồi, tôi không phải mang giấy tờ. Và tôi thấy đấy là cái việc làm rất là tiện lợi. Để thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ, tất cả cán bộ tại bộ phận một cửa ở Trung tâm Hành chính công thị xã đều được tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin, trang bị máy tính cấu hình cao, đường truyền mạng đảm bảo, máy scan hiện đại. Nhờ vậy, trong quý 2 năm 2023, thị xã đã số hóa được 78% hồ sơ công dân, trên 50% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tích hợp lên cổng dịch vụ công trực tuyến. Việc số hóa hồ sơ giảm tải được chi phí về văn phòng phẩm. Trước kia để mà tìm kiếm hồ sơ rất là khó khăn và nhiều khi hồ sơ sẽ bị thất lạc, giấy tờ cũng sẽ bị mục nát mà mình không tìm kiếm lại được. Còn khi mà số hóa hồ sơ rồi thì mình sẽ lấy được thông tin từ trên hệ thống và tất cả các hồ sơ đều được lưu vào từng lĩnh vực nên rất dễ để tìm kiếm. Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính là một quá trình tất yếu phải thực hiện để thay đổi thói quen của người dân và cả cơ quan nhà nước, từ sử dụng giấy tờ truyền thống sang khai thác và sử dụng có hiệu quả trên môi trường mạng. Nó là nhiệm vụ bắt buộc trong tiến trình chuyển đổi số, nền hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, văn minh, hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.